Hi xin chào, à, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách à, cài đặt Node JS và trên máy Windows. À, đầu tiên các bạn mở trình duyệt lên và vào trang chủ là nodejs.org. À, sau đó sẽ được nhảy vào trang này. Các bạn có thể thấy ngay trang chủ sẽ thấy mục download là có hai version và dành cho Windows là 4.5.0 và 6.5.0. Các bạn bắt qua tự hỏi hai cái version này khác nhau gì. À, thôi cái này thì chúng ta không quan tâm, các bạn cứ download và cài đặt version 4.5.0 đi. Kích vào và download về. Ấn save và chờ một lúc để file được tải về. À, tốc độ mạng nhanh cho nên là tốc độ tải về nó khá là tốt. À trên Windows 10 khi tải về sẽ có cái việc là chạy à, quét à, security, nó chờ một lúc à, cho nó đi xử lý cho xong. Cái package này size khá nhỏ là chỉ có 10.4 MB thôi. À, xong rồi, thì các bạn nháy đúp vào cái file này để tiến hành cài đặt này. Đây các bạn ấn vào next, đánh dấu vào cái ô chấp nhận điều khoản sử dụng ở đây là các bạn có thể tùy chọn cái thư mục cài đặt nốt JS vì mặc định nó sẽ cài đặt vào trong thư mục program file ngoài ra các bạn có thể thay đổi bằng và ấn vào trên và chọn cái thư mục bạn muốn cài đặt node JS rồi tốt nhất ở đây mình sẽ để cái thư mục mặc định đi sau dễ tìm ở đây các bạn chọn hết ok ấn vào next và cuối cùng là chọn install để cài đặt ở đây yes cái này download trực tiếp từ trên trên trang chủ của Node.js nên chắc không phải virus cho nên không phải lo lắng ngần ngại gì cả copy new file updating component sắp xong rồi nói chung là với cái cấu hình của máy Windows 10, các mà các bạn chạy mượt thì cái việc cài đặt nốt js nó cũng chạy khá là nhanh, không mất quá nhiều thời gian. Đã, chờ một lúc thôi, xong rồi cuối cùng ấn vào finish. vậy là chúng ta đã cài đặt nốt xong. để chạy được nốt thì chúng ta cần kiểm tra và command prompt, gõ command và ấn vào command prompt, gõ nốt -v sẽ thấy hiển thị version là 4.5.0, hay là npm chữ -v sẽ thấy version đã, là 2.15.9 à, muốn thử gõ code nốt chẳng hạn các bạn gõ nốt này nó sẽ vào cái màn hình interactive ở đây chúng ta có thể gõ code trực tiếp để console chấm hello nốt js xong rồi đó, đóng đóng cái ngoặc lại enter cái sẽ thấy kết quả hello nốt js rồi như vậy là à, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt nốt js à, chúc các bạn à, thành công